Vâng, xin kính chào đến tất cả mọi người. Thì trước mặt mọi người đây đó chính là bộ sofa chân đùi gà với chất liệu là gỗ sồi Nga được phun màu là màu ốc chó. Và đây là mẫu đại, em sẽ quay sâu và đánh giá chi tiết cho tất cả mọi người cùng xem và cùng chiêm ngưỡng. Thì đối diện mọi người đây đó chính là chiếc đoản mọi người nhá. Đoản này cái ghi văng dài của nó là chiều dài là 2,5 m. Chiều dài 2,5 m. Hàng rất VIP, rất dày, cực kỳ là đẹp. Và nhà em là bọc da các thứ rồi mọi người ạ. Bọc da đầy đủ hết rồi. Đấy, em sẽ quay sâu cho mọi người này. Đây. Hàng rất dày luôn, cực kỳ là dày dặn và chắc chắn nhá mọi người nhá. Rất là dày dặn, chắc chắn. Rất là phù hợp trong không gian nhà hiện đại. Nhà hiện đại, phòng khách hiện đại mọi người nhá. Lo dọn thì rất là dễ dàng. Rất đẹp cái bộ sản phẩm này. Đây. Đây là tay ngăn kéo mọi người ạ. Tay ngăn kéo. Chân cong này. Để chân cong chân đùi gà mọi người nhá. Đấy. Da giếc cực kỳ là dày luôn. Cực kỳ là dày. Hàng rất VIP. Đấy, ngồi cái bộ sản phẩm này khi kê vào cái phòng khách nhà mình thì rất là sang trọng, đẳng cấp và quý phái mọi người ạ. Đó. Và kế bên đó chính là chiếc đôn kẹp với kích thước là 70x70, có kính đầy đủ mọi người nhá. Có kính đầy đủ hết. Bên xưởng nhà em làm là trọn bộ cho tất cả mọi người. Và kế bên đó chính là một chiếc văng. Đây là chiếc văng. Và kích thước là chiều dài là 1,70 m mọi người ạ. Chiều dài 1,70 m. Đấy mọi người có thể thấy rất là sang trọng luôn. Rất là sang trọng và quý phái. Cái bộ cái mẫu sofa này thì trong năm nay cực kỳ là ưa chuộng mọi người nhá. Cực kỳ là ưa chuộng luôn. Đấy, hàng bên xưởng em làm rất dày. Qua là 5 lượt lót và 1 lượt BOM trong xước. Hàng ánh sáng chiếu xuống cực kỳ là căng đét mọi người ạ. Và cái bên đó chính là chiếc bàn. Đây là chiếc bàn mọi người ạ. Đấy, bàn này thì kích thước là chiều dài là 1,4 m, chiều rộng là 70. Dài 1,4 m, rộng 70. Có kính bàn, kính đôn đầy đủ mọi người nhá. Ngăn kéo này. Mọi người có thấy ngăn kéo rất dài luôn. Để cái gì cũng được mọi người ạ. Đây là cái hàng đại. Em xin nhắc lại. Hàng đại mọi người nhá. Và đây chính là một chiếc đôn với kích thước là chiều dài là 1,1 m, chiều rộng là 50 mọi người ạ. Dài 1,1 m, rộng 50. Ngồi rất êm luôn. Đây em xin quay luôn da nhà em. Đấy. Rất sướng luôn. Ngồi rất êm, rất thoải mái. Rất đẳng cấp. Và cái bộ sản phẩm này bên xưởng nhà em đang bán với giá là 29.800 mọi người nhá. 29.800 là gồm cả da, kính bàn, kính đôn đầy đủ mọi người ạ. Đấy, và ai đang có nhu cầu thì cứ liên hệ em qua số điện thoại phía dưới là số 0355 990857. Em sẽ gửi ảnh chi tiết và cũng như là tư vấn miễn phí cho tất cả mọi người. Thì em xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này của em. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.